Thưa quý vị, sau hàng chục năm chờ đợi và hơn một năm khởi công xây dựng, sáng nay ngày 19 tháng 12, cây cầu Thanh Sơn nối hai xã Ngọc Định và xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã chính thức khánh thành và đi vào hoạt động, góp phần mở rộng giao thương và mang lại niềm vui lớn cho người dân trên địa bàn. Cầu Thanh Sơn có chiều dài gần 200m, khổ cầu rộng 9m, trong đó mặt cầu rộng 7m với 6 nhịp dầm bê tông cốt thép có tổng mức đầu tư trên 138 tỷ đồng. Do công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Hưng Phúc làm đơn vị thi công. Hàng chục năm qua, việc giao thương, vận chuyển nông sản trên địa bàn xã Thanh Sơn và Ngọc Định gặp nhiều khó khăn khi việc di chuyển đều bằng hình thức phà và tốn cước phí. Năm 2016, cầu treo Thanh Sơn được khánh thành nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng hóa, nông sản và đi lại của người dân. Nay công trình cầu Thanh Sơn đi vào hoạt động đã giúp cho người dân nơi đây thoát khỏi tình trạng qua sông phải lụy đò, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương và tạo sự kết nối giao thông liên tục của tuyến đường Xuân Bắc Thanh Sơn. Mấy chục năm qua thì làm ra sản phẩm nhưng mà bán rất là thấp vì phương tiện vận chuyển không có. Thì hôm nay là chúng tôi nhân dân Thanh Sơn rất là phấn khởi, thì vinh hạnh được đi được cây cầu mới, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Thì tôi thay mặt nhân dân Thanh Sơn thì cảm ơn Đảng, Nhà nước đã chiếu cố xã chúng tôi để xây dựng được cây cầu. Trân trọng cảm ơn. Tôi thay mặt là cảm ơn thứ nhất nhà nước và Đảng đã quan tâm đến hai xã chúng tôi vùng sâu vùng xa và huyện, tỉnh, các ban ngành để xây dựng được một cây cầu về. Góp mặt và tham dự tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, ông Cao Tiến Dũng chia sẻ niềm vui cùng với nhân dân địa phương và đặt kỳ vọng cùng với việc khánh thành cầu Thanh Sơn sẽ sớm góp phần hoàn thành từng bước quy hoạch giao thông huyện Định Quán và tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới. Cây cầu Thanh Sơn hôm nay được chính thức làm lễ thông xe. Đây là một cái món quà rất lớn, rất ý nghĩa đối với người dân của hai xã Thanh Sơn và Ngọc Định nói riêng và của cả huyện Định Quán và tỉnh Đồng Nai nói chung. Tôi cũng mong muốn rằng là sau khi cầu được hình thành thì cái việc quản lý bảo vệ cầu là được người dân giám sát rồi theo dõi giữ gìn, các địa phương rồi tổ chức cái chuyện duy tu sửa chữa cầu thường xuyên để đảm bảo giữ được cái chất lượng cầu tốt.